Ở lượt trận đầu tiên vòng đấu mở màn vòng bảng Champions League, chúng ta được chứng kiến những ứng cử viên cho chức vô địch như Chelsea, Man City, Bayern hay Real Madrid phô diễn sức mạnh. Tuy nhiên, cũng có không ít cái tên lớn gây thất vọng như Manchester United, Barcelona hay PSG. Ngoài ra, lượt trận mở màn còn chứng kiến rất nhiều cái tên chơi nổi bật và thực sự là những nhân tố đáng xem trong thời gian tới. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tổng hợp lại những điểm nhấn đáng chú ý sau lượt trận mở màn của UEFA Champions League. Barcelona tiếp tục vận hạng với Bayern. Trận cầu tâm điểm trong ngày mở màn giữa Barcelona và Bayern đã diễn ra với một thế trận không có nhiều bất ngờ. Đúng như dự đoán, đội khách đã có một trận đấu hoàn toàn trên cơ so với đội chủ nhà. Với tỷ lệ cầm bóng 52%, 7 cú đá trúng đích và 3 bàn thắng. Một trận đấu thiếu sức sống và u ám đã được đội bóng của Koeman thể hiện. Mọi chuyện còn lên đến đỉnh điểm khi Barcelona còn không có nổi một cú sút trúng đích nào trong 90 phút. Phải sau 8 năm thì thành tích này mới trở về với Barcelona. Và càng buồn hơn khi nó diễn ra ngay tại thánh đường Camp Nou. Thất bại phơi áo trước Bayern cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của Barcelona trên sân nhà ở Champions League. Trong 3 lần thất bại này, đội bóng của Koeman phải nhận tới 10 bàn thua và chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Barcelona mới trải qua cú hat-trick kinh hoàng như thế này tại giải đấu giành giá nhất cấp câu lạc bộ. Chứng kiến mà trận diễn vô cùng thất vọng, Kekulé đã hoàn toàn mất niềm tin vào Koeman và đang tuyệt vọng với đội bóng thân yêu, nhất là sau khi họ đã trải qua một mùa hè quá nhiều biến cố. Với một đội hình nhiều cái tên trẻ trung, thực tiếc là Barcelona lại không có một cá nhân nào có thể dìu dắt những tài năng trẻ đó. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân, đó chính là những gì dùng để nói về Barcelona lúc này. Một đội bóng rất thiếu khát vọng chiến đấu và đang dần đánh mất đi bản sắc và linh hồn của họ. Những khó khăn tiếp tục sẽ còn được Barcelona gặp trong thời gian sắp tới. Màn ra mắt không trọn vẹn của Mr. Champions League. Hoàng quân đến Thụy Sĩ làm khách của Young Boys, Man United được đánh giá rất cao về mọi mặt và sự tự tin đã được Quỷ Đỏ thể hiện qua những phút đầu tiên. Cristiano Ronaldo sẽ mang kỷ lục ra sân của người đồng đội cũ Iker Casillas với 177 trận đấu, đã tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng của anh ở phút 13. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ngay cơ hội đầu tiên đã có một pha đệm bóng vô cùng đẳng cấp để giúp Man United vượt lên dẫn trước. Bàn thắng cũng đánh dấu cột mốc vô cùng ấn tượng khi đây là mùa giải thứ 17 liên tiếp Ronaldo ghi bàn ở Champions League. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó đã khiến mọi nỗ lực của Ronaldo trở nên vô nghĩa và đã phá hỏng niềm vui của tiền đạo 36 tuổi. Tâm thái đỏ bước ngoặt của Wan-Bissaka đã khiến Man United chờ thiếu người và phải chịu sức ép rất lớn. Theo thống kê, United chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trong 90 phút trước Young Boys và nó đều đến từ Ronaldo. Đây là con số khiêm tốn nhất của Quỷ Đỏ sau 138 trận ở Champions League trong vòng 17 năm qua. Trong khi đó, Young Boys lại có một trận đấu rất ấn tượng với tổng cộng 19 cú dứt điểm, bao gồm 5 cú đá trúng đích và 2 bàn thắng. Trận thua nhạt nhòa của Man United còn được các cổ động viên Quỷ Đỏ khi họ cảm thấy không hài lòng với những quyết định của Solskjaer. Ông đưa Jesse Lingard vào sân và chính tiền vệ người Anh đã mắc lỗi trong bàn thua ở những phút cuối cùng của trận đấu. Thất bại trên đất Thụy Sĩ cũng đánh dấu cột mốc buồn đối với chiến lược gia người Na Uy, khi đây là lần thứ 7 ông ôm hận sau 13 trận nắm quyền tại Champions League. Rõ ràng, bản lĩnh của Man United dưới thời Solskjaer, đặc biệt tại sân chơi Champions League, vẫn đặt ra rất nhiều dấu hỏi cho người hâm mộ. Và nếu không cải thiện được điều này, viễn cảnh Quỷ Đỏ bị loại ngay từ vòng bảng hoàn toàn có thể xảy ra giống như mùa giải trước. Những ông lớn của Premier League đều ra quân đầy ấn tượng. Trái ngược với màn trình diễn thất vọng của đội bóng cùng thành phố, Man City đã có một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn cùng Rasenborn Leipzig tại Etihad. Sau 90 phút, đội chủ nhà đã có được thắng lợi tưng bừng 6-3. Tôi phải gặp khó khăn rất lớn nhờ sự tỏa sáng của Nkunku với một cú hat-trick. Nhưng bằng bản lĩnh và chiếc thẻ đỏ của chính cựu cầu thủ Man City là Angelinho, Man City đã có được bàn thắng trong thời gian sau đó và giành được thắng lợi đầu tiên tại vòng bảng. Một đội bóng cũng có được chiến thắng vô cùng kịch tính là Liverpool. Đội bóng của Klopp tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ là AC Milan tại Anfield. Với sức ép ngạt thở được tạo ra trong những phút đầu, Liverpool đã sớm có được bàn thắng chỉ sau 10 phút. Mọi chuyện hoàn toàn có thể an bài với The Kop ngay trong hiệp 1 nếu như Mohamed Salah không bỏ lỡ một quả phạt đền. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó đã phần nào tái hiện lại đêm Istanbul kinh hoàng 16 năm khi mà AC Milan đã có được 2 bàn thắng trong vòng 5 phút cuối hiệp 1 và đẩy Liverpool phải rơi vào thế bám đuổi. Tuy nhiên, với sự trở lại của Mohamed Salah và Jordan Henderson với một siêu phẩm, Liverpool vẫn giành được thắng lợi
và quan trọng hơn hết, họ có 3 điểm ngay từ đấu mở màn. Trong khi với những nhà đương kim vô địch Chelsea, họ tiếp đón đối thủ được đánh giá yếu hơn là Zenit ngay tại sân nhà. Đội bóng của Thomas Tuchel đã có một thế trận hoàn toàn áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, họ cũng chỉ có thể ghi được một bàn nhờ công của Lukaku sau một pha đánh đầu rất dũng mãnh. Tiền đạo mang áo số 9 tiếp tục chứng tỏ cái duyên của anh bằng bàn thắng thứ 4 sau 4 trận cho The Blues, qua đó làm hài lòng ngay cả những khán giả khó tính nhất và giúp Thomas Tuchel tiếp tục gặp thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Qua 3 trận đấu kể trên, chúng ta đã thấy được bản lĩnh của những đại diện đến từ ngoại hạng Anh và họ thực sự là những ứng cử viên nặng ký cho chiếc cúp tai voi. Nỗi thất vọng tỷ đô PSG. Với việc ra sân với bộ ba đình đám M&M, cộng với việc chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng đấu là Club Brugge, người hâm mộ đã rất kỳ vọng PSG sẽ có một trận đấu thắng, thậm chí là thắng một cách hoành tráng. Tuy nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết. Còn khi thực hành, 90 phút trên đất Bỉ đã chứng kiến M&M lạc nhịp. Mbappe chính là cầu thủ nổi bật nhất trong tạm tấu này. Tiền đạo người Pháp với những pha đi bóng đầy tốc độ đã không ít lần gây sóng gió lên khung thành của Club Brugge. Và một trong số đó đã tạo cơ hội cho Ander Herrera ghi bàn thắng duy nhất cho đại diện nước Pháp. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. 12 phút sau bàn thua, Club Brugge đã có ngay bàn gỡ hòa một đều. Những phút sau đó, chứng kiến sức ép liên tục được đội khách tạo ra. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười về đội bóng của Pochettino. Club Brugge cũng cho thấy sự nguy hiểm của họ trong những tình huống phản công và Keylor Navas đã có một ngày làm việc hết công suất. Thực sự, tam tấu Neymar, Messi, Mbappe vẫn chưa thể hòa nhập và thích nghi cùng với nhau. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên mà cả ba được ra sân cùng nhau và mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Vấn đề với PSG trong thời gian tới chính là việc làm sao để tối ưu được những con người nơi tuyến giữa để giúp cho bộ ba này có thể hoạt động hết công suất khi mà những cái tên được Pochettino sắp xếp trước Club Brugge đều không thể hỗ trợ cho tam tấu. Đã rất nhiều lần trong trận đấu, chúng ta phải chứng kiến Messi lùi rất sâu để kéo bóng cho các đồng đội và thậm chí các đồng đội của anh cũng không chủ động di chuyển. Chính điều này đã làm giảm nhịp độ tấn công của PSG. Một trận đấu phơi bày rất nhiều điều và đây là thời gian cần thiết dành cho Pochettino nhìn lại khả năng tối ưu và tìm được sự gắn kết cho bộ ba M&M càng sớm càng tốt, nhất là khi đối thủ tiếp theo của họ là Man City. Những cá nhân nổi bật sau loạt trận mở màn. Ấn tượng nhất có lẽ là Christopher Nkunku của Leipzig. Tiền vệ người Pháp đã có một trận đấu xuất sắc khi có được một cú hat-trick vào lưới của Man City. Cột mốc này đã giúp Nkunku trở thành cầu thủ thứ ba lập hat-trick vào lưới của một đội bóng Anh sau Ronaldo de Lima và Serge Gnabry. Ngoài việc trở thành cầu thủ đầu tiên của Leipzig ghi được 3 bàn ở khuôn khổ Champions League, Christopher Nkunku còn là cầu thủ thứ hai sau Lionel Messi từng ghi được một cú hat-trick vào lưới của Man City. Một ngôi sao trẻ khác cũng gây ấn tượng khi phá vỡ kỷ lục, đó chính là tiền vệ Jude Bellingham. Sau bàn thắng vào lưới của Besiktas, qua đó giúp Dortmund có được thắng lợi 2-1. Jude Bellingham cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 2 trận liên tiếp ở Champions League. Cựu tiền vệ của Birmingham đạt thành tích này ở 18 tuổi 78 ngày và chính thức phá kỷ lục 18 tuổi 85 ngày của Mbappe. Một cầu thủ cũng có ngày khai màn hoàn hảo là Sebastian Haller của Ajax. Cầu thủ người bờ biển Nga đã có một cú poker trong thắng lợi 5-1 của Ajax trước Sporting. Thành tích này đã giúp Sebastian Haller trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử sau Marco van Basten ghi được 4 bàn ngay trong trận đầu ra mắt đội bóng mới ở Champions League. Thành tích ấn tượng này cũng giúp Haller sánh ngang với Ronaldo, Gnabry, Lewandowski, Ilicic và Giroud trong danh sách những cầu thủ lập được poker trong 7 mùa giải Champions League gần nhất. Chúng ta đã khép lại lượt trận Champions League đầu tiên với rất nhiều diễn biến bất ngờ và những cảm xúc khó tả dành cho người hâm mộ. Có người vui nhưng cũng có kẻ buồn. Giải đấu danh giá nhất châu Âu vẫn đang chứng tỏ sức hấp dẫn của nó, cùng với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa những đội bóng hàng đầu châu lục và những bất ngờ đến từ những chú ngựa Âu. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là lượt đấu khởi đầu. Chúng ta sẽ còn một chặng đường rất dài để có thể chứng kiến xem Chelsea liệu có bảo vệ thành công chiếc cúp tai voi của họ hay sẽ bị phế truất bởi một cái tên khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.